Xin chào các bạn. Như các bạn đã biết thì thương hiệu JBL là một thương hiệu rất nổi tiếng với rất nhiều các ngành hàng và nhóm sản phẩm cũng như model để chúng ta lựa chọn với các cái nhu cầu khác nhau, từ giải trí cho đến nghe nhạc cũng như là xem phim. Trong clip này thì Tú sẽ giới thiệu cho các bạn một mẫu sản phẩm mới nữa tới từ thương hiệu này. Đó là mẫu sản phẩm L42MS. Và đây là một mẫu sản phẩm phát triển sau mẫu sản phẩm L75MS đã rất là thành công trước đó. Vậy thì L42MS sẽ có những cái thiết kế và kiểu dáng như thế nào, cũng như là công nghệ ra sao? Thì trong clip này Tú sẽ chia sẻ toàn bộ về nội dung này. Các bạn đừng quên tặng Tú một chuông like và subscribe kênh để có thể theo dõi những clip mới nhất. Xin mời. Vâng, các bạn, và ngay bên cạnh mình đây là phần vỏ hộp của mẫu sản phẩm JBL L42MS. Chúng ta sẽ đi nhanh một chút về cái thiết kế của vỏ hộp này. Các bạn để thấy thì cái màu sắc nó rất là đặc trưng, bao gồm màu hồng và màu vàng. Và chính giữa đấy chính là phần thể hiện về cái kiểu dáng của sản phẩm, cũng như là dưới cùng này là một số các công nghệ mà sản phẩm có được. Phía mặt sau của chiếc hộp này thì sẽ bao gồm các cái hình thiết kế khi mà bỏ phỉ loa ra, cũng như là cái phần thiết kế về các cái cổng kết nối. Tuy nhiên là bằng tiếng Anh, còn bây giờ thì mình sẽ bỏ cái vỏ hộp sang một bên để chúng ta có thể là xem review bằng tiếng Việt luôn nhé. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ có thêm các cái phần phụ kiện, đó là một cái quyển Quick Start hướng dẫn nhanh của mẫu sản phẩm này với nhiều thứ tiếng. Bên trong đó còn có một cái hộp phụ kiện. Hộp phụ kiện này bên trong thì chúng ta sẽ có đó là ba cái dây nguồn với ba chuẩn chân cắm khác nhau. Ngoài ra thì sẽ có thêm đó là phần điều khiển, một chiếc điều khiển rất là nhỏ gọn, màu bạc, và các cái phím nó được tối giản khi chúng ta sử dụng. Rồi, ok, mình sẽ để phần phụ kiện này sang một bên và quay trở lại sản phẩm chính thức. Thì đây chính là cái phiên bản chính thức của JBL L42MS. Đây là một phiên bản loa Bluetooth mini nhỏ hơn, phiên bản to hơn là phiên bản L75MS các bạn nhé. Và với phiên bản này thì vẫn sẽ được thiết kế tại thị trường Mỹ. Cụ thể thì sản phẩm này được nghiên cứu và phát triển tại Harman Center, California. Và một cái thông tin thú vị tới cho các bạn, đó là cái người phát minh ra cái mẫu thiết kế đó chính là một người Mỹ gốc Việt tên là An Nguyễn. Thì đấy là một số các thông tin ngoài lề cho các bạn về mẫu sản phẩm này. Và sau khi nhìn vào cái loa ấy, thì mình thấy là nó khá là giống với các cái phần loa ở phía sau mà mình đang để ở đây, với các cái thiết kế căng hình vuông rất là độc đáo như thế này của dòng Authentic. Đấy. Và mình cũng thấy nó sẽ giống một cái dòng nữa là dòng L-Series, dòng L100 Serial của JBL ấy, cũng rất là nổi tiếng với những chiếc loa stereo mang thiết kế dạng vintage và cho ra chất lượng âm thanh rất là tuyệt vời. Ok, quay trở lại cái sản phẩm chính của chúng ta. Thì ngay đầu tiên khi nhìn vào mẫu sản phẩm, các bạn thể thấy cái thiết kế của mẫu loa này nó cũng khá là nhỏ gọn. Đấy. Cụ thể thì kích thước 3 chiều của mẫu sản phẩm này là 162 x 617 x 234 mm, và nó sẽ đạt một cái mức cân nặng là 11,9 kg, một cái mức cân nặng vừa phải để chúng ta có thể sử dụng, đặt nó ở các cái vị trí trong không gian phòng. Và cái hờn dây căng này các bạn để thấy thì nó cũng sẽ được thiết kế bởi các cái ô vuông bằng xốp Quadrex để có thể đảm bảo về cái tính thẩm mỹ về âm học cũng như là thiết kế rất là đẹp mắt ở ngay cái mặt tiền. Chính giữa là phần logo của JBL. Đó. Rồi lát nữa thì mình sẽ mở cái dây căng này ra và chúng ta sẽ xem ở cái phần củ loa nhé. Có thiết kế ở phía mặt trên. Mặt trên thì chúng ta sẽ có ba cái nút để chúng ta có thể sử dụng các tính năng như là tăng giảm âm lượng, rồi chuyển các cái đầu vào. Đấy. Đây là nút bấm các bạn nhé, không phải nút cảm ứng. Rồi, màu loa thì ở đây chúng ta đang review là màu loa màu đen. Đấy. Và gỗ này là gỗ tự nhiên thật 100% các bạn nhé, gỗ veneer. Và nó sẽ có hai phiên bản màu cho các bạn chọn là màu đen và màu walnut. Rồi, còn bây giờ chúng ta sẽ xem qua một chút thiết kế ở mặt sau. Rồi, mặt sau của mẫu sản phẩm này thì các bạn thể thấy nó sẽ có các cái phần như là lỗ thoát hơi ở hai bên này. Chúng ta sẽ có các cái phần in ấn về tên model này. Ở đây thì vì là sản phẩm này sẽ hỗ trợ về wifi nên nó sẽ có thể là có cả cần cầm cắm Ethernet bằng dây. Ngay phía dưới là cổng USB để các bạn có thể nghe nhạc cũng như là sử dụng nguồn 5V qua cổng này. Hai bên cạnh là cổng, hai bên cạnh là cái nút để chúng ta sử dụng cái tính năng service và reset lại chiếc loa. Và đây chúng ta sẽ có một cái nút gạt này. Thì cái nút gạt này chính là cái công nghệ Bass Contour. Thì cái công nghệ này nó sẽ giúp cho cái việc mà tăng cường cái giải âm trầm khi mà chúng ta sử dụng
để tiếng nó sẽ ấm áp hơn rất là nhiều. Và để có thể giải quyết về vấn đề là cho tiếng trầm nó có lực hơn và đánh được sâu hơn, thì mẫu loa này cũng cho phép là có một cái cổng subwoofer để đưa ra cái tín hiệu âm thanh sub ở chỗ này. Ngay bên cạnh chúng ta sẽ có cổng aux in 3.5 để đưa tín hiệu đầu vào, cũng như là cổng line in. Và để có thể kết hợp với rất nhiều các thiết bị khác nhau như là TV thì sẽ có thêm cả cổng HDMI ARC cho các bạn nữa. Phía ngoài cùng này thì chúng ta sẽ có một cổng nguồn số 8 chạy nguồn điện 100-240V. Đó, và một công tắc nguồn. Ok, đấy là toàn bộ về các cái cổng kết nối ở phía sau. Bây giờ mình sẽ quay ra phía trước và cắm điện cho chiếc loa này. Ok, và bây giờ mình sẽ tháo cái căng này ra để các bạn có thể xem được cái phần củ loa driver phía sau. Sau khi tháo cái căng ra thì các bạn được thấy mình cái việc tháo của mình nó rất là đơn giản, đúng không? Thì toàn bộ các cái khung này nó sẽ bằng thiết kế theo kiểu tổ ong này và khung bằng nhựa nhé. Đấy, ở đây chúng ta sẽ có các cái phần nam châm hít này, nên cái việc tháo ra đặt vào ấy rất đơn giản như mình đang làm cho các bạn thấy. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ thấy các cái phần củ loa ở đây rồi. Trước khi đi vào phần chi tiết của củ loa thì mình giới thiệu cái phần thùng loa này, nó đang thiết kế một cách rất là đặc biệt. Thì thùng loa này thì sẽ được chia ra làm hai các bạn nhé. Đấy, chia làm hai thùng, ngăn vách ngăn ở giữa và hai vế loa trái và phải như các bạn đang thấy ở đây. Và chúng ta sẽ có hai cái driver woofer với đường kính là 4 inch và mang một cái mức công suất là 75W một loa. Ở ngoài cùng này chúng ta sẽ có hai cái twister với đường kính là 0,75 inch và có mức công suất là 25W một loa, với các mạch khuất đại công suất riêng biệt với từng loa. Vậy thì tổng công suất của chiếc loa này nó đang là lên tới 200W. Cộng với cái góc mở như các bạn đang thấy ở đây là rất là rộng. Đấy, cái loa này nó góc mở rất là rộng này. Nó sẽ giúp đảm bảo toàn bộ cái phần âm thanh cho cái việc mà phủ ở cái không gian mà khi chúng ta trình diễn chiếc loa này ở cái khoảng cách đâu đó khoảng 3m, và với một cái phòng có diện tích dưới 30m thì nó sẽ là phù hợp nhất cho cái việc mà phủ âm của chiếc loa. Ngoài ra thì cái áp lực âm thanh đo ở 1m thì chiếc loa nó sẽ có một cái chỉ số đo là 102 dB, một mức công suất có thể nói là cũng khá là phù hợp. Cộng với cả cái giải tần đáp ứng của chiếc loa này sẽ là từ 55Hz đến 25kHz các bạn nhé. Đủ để có thể là tái hiện lại toàn bộ các cái giải âm thanh cho các phần âm trầm, âm mid và âm treble trở nên có thể nói là gọn, sạch và hay, cũng như là rõ ràng và chi tiết. Một cái điểm đặc biệt với cái thiết kế củ loa như thế này, với bản L75MS thì nó sẽ có thêm một cái khoang loa ở phía giữa nữa. Còn phiên bản L42MS thì chúng ta không còn loa trung tâm này. Vậy thì một câu hỏi đặt ra là liệu cái khu vực ở phía giữa nó có đảm bảo được cái chất lượng âm thanh đồng đều như ở các cái khu vực mà các cái loa này hướng về hay không? Thì câu trả lời ở đây là có, vẫn có thể đảm bảo. Bởi vì loa đã được tích hợp một cái công nghệ để có thể giúp cho việc mà âm thanh có thể cảm biến được các cái giải âm để giải quyết về vấn đề phủ âm trong cái góc mở mà chiếc loa có định hướng để đưa âm thanh tới. Thì ví dụ như các bạn có ngồi ở giữa hay ngồi chếch sang bên trái, chếch sang bên phải thì cái phần âm thanh nó vẫn sẽ là đồng đều và đem lại cho chúng ta cái phần nghe những cái tiết tấu chuẩn và không bị lệch to hay nhỏ, hay là bị nghe nó bị lệch hướng ấy, thì nó sẽ không xảy ra điều đó. Thì đấy là một cái công nghệ rất là hay mà trên mẫu sản phẩm L42MS được tích hợp, cộng với cả cái phần mạch tích hợp âm thanh DSP để giải quyết về các cái phần tín hiệu âm thanh đó trở nên tốt hơn khi chúng ta trải nghiệm âm thanh. Và để có thể sử dụng chiếc loa này thì chúng ta sẽ sử dụng bằng các cái phần nút bấm vật lý như lúc đầu mình đã nói. Hai là chúng ta sẽ sử dụng bằng cái điều khiển mà lúc nãy cũng đã giới thiệu từ đầu. Và ba là các bạn sẽ sử dụng cho mình bằng một cái ứng dụng, đó là ứng dụng JBL Premium Audio. Và ở ứng dụng này thì các bạn sẽ có thể là sử dụng được toàn bộ những cái nguồn nhạc trực tuyến. Đấy, cụ thể thì các bạn có thể nghe podcast này, có thể stream nhạc qua AirPlay 2 bằng các ứng dụng như Qubert này, Spotify này, rồi là có thể sử dụng chuyển đầu ra đầu vào của USB này, và công nghệ SmartThings nữa. Rất là nhiều các tính năng để chúng ta nghe các cái nguồn nhạc streaming, nhạc số trực tuyến, và nó sẽ có thể giải mã các cái định dạng nhạc lên tới 24 bit và 96kHz. Thì các bạn để thấy thì đây là một mẫu loa có thể nói là rất là nhỏ gọn, và cái việc bày biện cũng hợp lý về kiểu dáng với cái phong cách retro cổ điển thiết kế như thế này. Hiện tại thì mức giá bán của mẫu sản phẩm này thì nó sẽ dao động đâu đó khoảng xấp xỉ dưới 30 triệu. Thì các bạn hãy cập nhật cái mức giá này trực tiếp tại website của HD Radio hoặc điện thoại đến số hotline 1800 0042.
để kỹ thuật viên cũng như là kinh doanh của HD Radio có thể báo giá cho các bạn mức giá tốt nhất của mỗi sản phẩm này ở thời điểm mà các bạn hỏi nhé. Ngoài ra thì các sản phẩm của JBL thì cũng đang được bày bán đầy đủ tại các cái showroom của HD Radio trên toàn quốc, nên là các bạn cũng có thể ghé thăm các showroom chi nhánh trực tiếp của chúng tôi. Và để mua sắm mẫu sản phẩm này thì các bạn cũng có thể là sử dụng các cái hình thức trả góp lãi suất 0%, rất là tiện lợi và nhanh chóng. Và tất cả những cái vừa rồi mà mình đã review cho các bạn thì đây là những cái mẫu loa thông minh công nghệ và các bạn hoàn toàn có thể sử dụng một cách rất là tiện lợi. Cụ thể thì chất âm của L42S thì mình cũng đã trải nghiệm qua rồi. Thì ngoài các chức năng về việc mà đồng đều âm thanh ở các cái khu vực sử dụng ở phía mặt trước thì L42MS là một mẫu loa cho lại cho mình cái phần âm bass thể hiện ở mức vừa phải khi sử dụng ở chế độ bass control. Ngoài ra nữa thì phần âm trung thì cũng là rất là rõ ràng và tách bạch với cả giải âm chép khi mà thể hiện các cái bài nhạc. Còn bây giờ thì tôi xin mời các bạn, chúng ta sẽ chuẩn bị những chiếc tai nghe hay là những chiếc loa để chúng ta có thể nghe được các cái phần demo của mẫu sản phẩm này trong cái đoạn clip thử sản phẩm nhé. Còn bây giờ thì mình sẽ xin phép dừng clip tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Sometimes I feel I've got you, run away, I've got you, get away from the pain you drive into the heart of me. The love we share seems to go nowhere, and I've lost my life. For a dust and turn, I can't sleep at night. Once I ran to you, now I run from you. This tainted love you've given, I give you all a boy could give you. Take my tears and that's not nearly all. Tainted love, tainted kia bao nhiêu kỷ niệm cũ anh đã quên hay là vẫn mang theo, dù cho bên em nơi anh không còn nữa, biết chăng trong con tim em luôn hằng nhớ. Người yêu ơi, nay anh đã bỏ em đi, sao anh nỡ bỏ em đi mãi. Lối cũ ta về chiều buông nắng, trời tuôn lá úa, hồn buồn xôn xao. Lối cũ ta về, vườn xưa có cỏ ngon, hoàng hôn buông xuống. HD Radio nâng tầm giá trị giải trí.